Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là gương mặt gạo cội của làng cải lương Việt Nam. Anh ca ngọt liệm, khán giả mê lắm. Nhưng nếu con đường sự nghiệp của anh khá may mắn thì đường đời lại gặp nhiều trắc trở trong gai. 32 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lên xe hoa lần đầu tiên với em gái của một cầu thủ nổi tiếng lúc bấy giờ. Báo chí đưa tin rầm rộ, ủng hộ cho tình yêu của đôi trai tài gái sắc. Sau khi kết hôn, Kim Tử Long vẫn mải mê với công việc. Tình yêu và niềm tin tiếp sức cho anh trong những chuyến đi lưu diễn biền biệt xa nhà. Thời ấy anh nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần mang tiền về là đã chứng minh được tình yêu, đã là người chồng tốt tuyệt vời. Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế. Những mâu thuẫn dần dần nảy sinh vì sự khác biệt từ suy nghĩ đến tính cách giữa hai vợ chồng. Buồn lắm nhưng anh cũng đành lòng nói lời chia tay và họ cứ xa nhau như chưa bao giờ có một tình yêu đầm thắm, bất chấp sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau. Mất vài năm để vượt qua nỗi đau ấy, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mới dám bước thêm bước nữa, có với nhau hai mặt con. Kim Tử Long tự ngoãn miệng với hạnh phúc và chăm lo cho sự nghiệp. Vẫn như cuộc hôn nhân đầu tiên, tiền anh đưa về nhiều lắm nhưng cũng vì thế mà anh phải đi lưu diễn nước ngoài liên miên. Và khi rơi vào vòng xoay của tiền bạc cũng là lúc nghệ sĩ mất đi một gia đình êm ấm. Cũng như lần đầu anh dằn vặt, đau khổ, Kim Tử Long buồn đến nỗi lên sân khấu vai diễn ruột nhưng quên cả tuồng bị khán giả phản ứng, anh mới chợt giật mình. Nhưng con chim chẳng sợ cành cong, hai lần gãy đổ càng khiến anh mong mỏi một hạnh phúc. Là người đàn ông của gia đình, Kim Tử Long không muốn mỗi ngày đi làm về lại phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Và anh đi bước nữa, hiện tại anh đang có cuộc sống hạnh phúc với vợ trẻ, nghệ sĩ Trinh Trinh và một đứa con kháo khỉnh. Kim Tử Long nói, anh thương Trinh Trinh vì cô hiền lành, chịu thương, chịu khó. Thêm nữa, cô và anh là chung nghề, có chuyện gì cũng dễ thông cảm. Hạnh phúc là thế nhưng nỗi đau về những ngày cũ khiến anh thấy buồn khi nghĩ đến. Dù hiện tại anh giữ mối quan hệ khá tốt với những người cũ, nghệ sĩ Kim Tử Long tâm sự. Chỉ có trong cuộc sống hôn nhân mới có nhiều điều khiến tôi thấy buồn. Mỗi lần đổ vỡ là một lần tôi cảm giác được sự hụt hẫng lớn nhất trong cuộc đời. Tôi thấy mình giống như nhân vật nào đó trong từng vai diễn. Tôi bị nản, dường như buông xuôi và không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi tự xét lại mình, xem đã làm những gì không đúng. Khi nghĩ thông, đi ký giấy tôi vẫn vui vẻ nhưng sau đó lại mất khoảng vài năm để thoát ra. Cái gì cũng có phần số, tôi cứ nghĩ vậy rồi tự dằn lòng. Phải làm sao để cuộc sống trở lại bình thường để tiếp tục hát, tiếp tục cống hiến. Số phận ông trời đã định vậy rồi. Khi chia tay, mẹ tụi nhỏ muốn gì tôi cũng đưa hết. Để con cái thấy mẹ không khổ khi bỏ tôi. Đến bây giờ chúng tôi vẫn xem nhau bạn bè tri kỷ, không bao giờ có chuyện xích mích hay thù hằn gì. Hai bên vẫn vui vẻ trò chuyện bình thường và chăm sóc mấy đứa con. Hễ mẹ tụi nhỏ cần gì cứ nói, không gặp được thì nói điện thoại hoặc nhắn con. Làm được tôi làm, không làm được tôi nói thẳng. Nhiều người nói tôi hơi dễ dãi nhưng kệ, quan trọng là không làm tổn thương các con. Yeah.